chừng núi non quanh co lấp ló chân mây, cuộc sống muôn sắc màu vẫy gọi đó đây. Đoàn xe caravan 20-30 nói đuôi nhau in dấu chân mình trên mọi nẻo đường đất nước, vượt dặm dài xuyên biên giới nới rộng niềm vui. Bao trái tim yêu thương hòa chung một nhịp đập trên một hành trình khám phá chinh phục những đỉnh cao. Mang yêu thương thắp sáng những nẻo đường, hành trình dài kết nối tình yêu thương, trái tim nóng và tâm hồn tươi trẻ, tay lái vững vàng, nhịp nhàng thắp lửa những dặm đường xa. Câu lạc bộ doanh nhân 20-30, nơi tập hợp những tâm hồn ưa tự do phóng khoáng, thích phiêu lưu khám phá cuộc sống đó đây, đã bắt đầu những hành trình caravan thiện nguyện đầy ý